Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ký quyết định công nhận xã Thới Xuân đạt nông thôn mới nâng cao năm 2022. Đây là xã cách trung tâm huyện Cờ Đỏ không xa, nhưng có đông đồng bào Khmer sinh sống. Nhờ thực hiện xây dựng nông thôn mới mà kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội từng bước được cải thiện. Trong đó hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp mở rộng, tạo động lực cho nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình và tăng thu nhập. Những ngày qua, Thới Xuân tăng tốc thực hiện các công trình ở trung tâm xã để chuẩn bị cho lễ ra mắt. Trong 3 năm qua, địa phương đã sử dụng trên 175 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp hạ tầng. Năm 2021, xã được đầu tư xây dựng 2 trạm bơm điện tại ấp Thới Quả C và ấp Thới Phước, đã đưa vào hoạt động phục vụ tiêu thoát nước cho hơn 350 hectare. Mức thu nhập bình quân đầu người ở xã giờ đã đạt gần 65 triệu đồng một người một năm. Cái hội nông dân cũng xác định là để làm sao để tăng cái thu nhập, cái mức sống của bà con nông dân. Thì từ đó hàng năm thì hội cũng là có đề nghị với chỗ phòng lao động cũng như phòng nông nghiệp của huyện là mở những cái lớp đào tạo nghề ngắn hạn để phù hợp cho bà con nông dân ở địa phương, cũng như là cái lớp nghề kỹ thuật chăn nuôi heo, rồi nuôi dê, nuôi bò, rồi để cho bà con có cái kiến thức để mà mở rộng cái mô hình sản xuất để nhằm cái tăng cái thu nhập. Trong 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao mà xã đạt được, nổi bật là làm đường giao thông nông thôn. Xã xây dựng 3 tuyến đường dài 8,5 km và xây mới 4 cây cầu bê tông. Đặc biệt đã triển khai xây dựng tuyến đèn chiếu sáng kênh số 2 ấp Thới Quả C, Thới Phước dài 3 km và tiếp tục thực hiện ở các ấp khác với tổng chi phí 320 triệu đồng do nhân dân đóng góp và từ các nguồn vận động. Được nông thôn mới rồi thì bây giờ nông thôn mới nâng cao thì là đường lộ cũng là sáng xanh sạch, rồi đèn đường nó cũng là được bà con là vận động bà con đó là để làm những cái đèn đường. Vì bà con là cũng khấm khá là hàng rào bây giờ nhà cửa nó cũng rất là khang trang. Là huyện cũng xác định đó là đối với Thới Xuân thì nó cũng còn mấy cái tiêu chí đó là nó khó. Cái thứ nhất là cái thu nhập, cái thứ hai thì về cái hạ tầng, cái thứ ba thì y tế, bảo hiểm y tế. Do vậy thì cũng chỉ đạo cho xã là tập trung để đó là vận động người dân làm sao đó là thực hiện các cái tiêu chí này. Thì đến cuối cùng thì coi như qua cái thẩm tra của thành phố thì xã cũng đạt. Mà đặc biệt năm nay nữa thì thời điểm mà diễn ra mà lễ công nhận đó thì nó lại trùng với cái thu hoạch lúa vụ đông xuân. Do vụ đông xuân năm nay thì bà con nông dân trên địa bàn xã Thới Xuân nói chung, huyện Cờ Đỏ nói chung thì là trúng mùa mà được giá, do đó cái tinh thần của người dân rất là phấn khởi. Trong các ngày qua, Thới Xuân phát động một chiến dịch lớn để cải tạo và làm đẹp cảnh quan môi trường, được bà con nhân dân đồng tình ủng hộ. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh là một việc làm thường xuyên mà Thới Xuân sẽ thực hiện sau khi ra mắt xã nông thôn mới nâng cao.